Xin nghỉ chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào bài Em làm được những gì ở trang 117 của bài tập toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài tập số 1 yêu cầu các em đặt tính đổi tính, các em sẽ đặt tính theo hàng dọc. Phép tính đầu tiên 28 cộng 65. Ta có 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 8, 2 cộng 6 bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. Kết quả bằng 93. Phép tính thứ hai, 47 cộng 9. Ta có 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhớ thêm 1 nữa bằng 5. Kết quả bằng 56. Tiếp theo là 82 trừ đi 53. 2 không trừ được cho 3, các em mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ đi 3 thì bằng 9. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 5 này nhớ 1 nữa bằng 6, 8 trừ đi 6 thì bằng 2. Kết quả của phép trừ bằng 29. Tiếp theo 91, các em trừ đi 4. 1 không trừ được cho 4. Các em mượn 1 phía trước lấy 11 trừ 4 bằng 7. Mượn 1 các em nhớ trả 1 sang đây. Dấu cộng dấu chấm này thể hiện cho số 1 này. Như vậy chúng ta có 9 trừ đi 1 thì bằng 8. Kết quả của phép trừ bằng 87. Xong được bài tập số 1. Tiếp tục chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Những ai mà chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm sau nhé. Bài tập số 2, số viết ở mỗi hộp chỉ số lượng bóng của từng hộp. Như vậy, ở hộp thứ nhất có 39 quả bóng, hộp thứ hai có 22 quả bóng. Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu quả bóng? Muốn biết cả hai hộp có bao nhiêu quả bóng thì các em sẽ lấy số quả bóng ở hộp thứ nhất, các em cộng với số quả bóng ở hộp thứ hai. Như vậy, cả hai hộp có số quả bóng là... cả hai hộp có số quả bóng kem sẽ lấy số quả bóng ở hộp thứ nhất cộng với số quả bóng ở hộp thứ hai. Như vậy lấy 39 cộng với 22. Cô nhẩm theo hàng ngang, 9 cộng 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 3 cộng với 2 bằng 5, nhớ 1 nữa bằng 6. Như vậy là sẽ có 61 quả bóng. Đáp số 61 quả bóng. Chuyển sang bài tập số 3. Những ai mà chưa xong bài tập số 1, 2, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Quan sát hình ảnh viết vào chỗ chấm. Pháo hoa chúc mừng năm mới sẽ bắt đầu bắn lúc bao nhiêu? Lúc mấy giờ đây? Lúc 12 giờ đêm. 12 giờ đêm tức là vào lúc 0 giờ. 0 giờ buổi đêm đấy. Đúng chưa? Như vậy, pháo hoa sẽ bắt đầu bắn lúc 0 giờ buổi đêm. 0 giờ đêm. Lúc 12 giờ đêm thì chúng ta gọi là lúc đấy là 0 giờ đêm. Thứ mấy? Các em sẽ nhìn đây này, trên tờ lịch này. Đây là thứ 6 ngày 31 tháng 12. Các em sẽ ghi vào đây là của ngày thứ 6. Thứ 6 ngày 31
tháng 12. Chuyển sang bài tập số 4. Những ai mà chưa xong, các em hãy dừng lại để làm cho xong nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 4 như sau. Có bài tập số 4. Các em quan sát một bức tranh. Từ nhà sen đến nhà nấm. Đây, từ nhà sen đến nhà nấm có hai cách đi. Đi theo đường màu đen hoặc là đi theo đường màu xanh. Đây là đường màu đen, người ta vẽ bằng mực màu đen đây các em. Và chúng ta có một cái đường nữa, đi theo đường xanh ở đây. Quan sát hình, ước lượng đường màu nào sẽ ngắn hơn. Đường màu nào. Rồi, chúng ta sẽ đo và chúng ta tính. Như vậy, chúng ta sẽ ước lượng là đường màu xanh thì sẽ ngắn hơn đường màu đen. Chúng ta ước lượng, tức là chúng ta dự đoán thôi. Cô dự đoán là đường màu xanh sẽ ngắn hơn đường màu đen. Đường màu xanh ngắn hơn đường màu đen. Đấy. Vậy muốn biết là ngắn hơn bao nhiêu thì bây giờ chúng ta sẽ phải đo. Đây, đường màu xanh dài bao nhiêu cm? Các em đặt đây, thì chúng ta thấy là đường màu xanh này. Đặt vạch số 0 trùng với dấu chấm này. Đặt vạch số 0 trùng với dấu chấm. Thì cái dấu chấm này nó sẽ trùng với vạch số 10. Như vậy là đường màu xanh là dài 10 cm. Đường màu đen dài bao nhiêu? Ở đây đường màu đen thì nó gồm hai đoạn đường. Các em sẽ đo hai đoạn đường này, sau đó thì các em sẽ cộng hai kết quả với nhau. Đoạn đường thứ nhất, các em đặt dấu chấm trùng với vạch số 0 thì dấu chấm còn lại trùng với vạch số 5. Như vậy đoạn đường này là 5 cm. Cái này lúc nãy chúng ta vừa đo là 10 cm. Rồi, các em đo tiếp cái đoạn đường còn lại, đoạn đường màu đen còn lại thì chính là bằng 7 cm. Đây, 7 cm. Như vậy, đoạn đường màu đen này thì nó gồm hai đoạn, một đoạn là 5 cm, một đoạn 7 cm. Thì chúng ta lấy 5 cộng 7 chính bằng 12 cm. Như vậy, đoạn đường màu đen là dài 12 cm. Vì sao 12? Cái đoạn đường màu đen này đi theo đường màu đen này thì nó gồm hai đoạn, một đoạn là bằng 5, một đoạn bằng 7. Các em lấy 5 cộng với 7 thì bằng 12 thì sẽ ra đoạn đường đen. Còn đoạn đường xanh chúng ta đo một lần thôi là 10 cm. Như vậy rõ ràng là đường màu xanh thì sẽ ngắn hơn đường màu đen là 2 cm. Vậy là cái dự đoán là đường màu xanh thì ngắn hơn đường màu đen chúng ta làm ở câu A là chính xác. Tiếp theo sang bài tập số 5. Câu số 5. Tìm hiểu về số bạn nữ, số bạn nam trong tổ em. Em hãy xem thử là tổ em có bao nhiêu bạn nữ và bao nhiêu bạn nam. Tô màu thể hiện số bạn trong tổ của em. Mỗi bạn thì tô vào một tô một ô vuông. Số ô vuông được tô bằng số bạn trong tổ. Các ô vuông còn lại thì chúng ta sẽ không tô. Như vậy ở đây, ví dụ, có ví dụ thôi. Là tổ của em có 5 bạn nữ và có 3 bạn nam chẳng hạn, có 8 bạn thôi. Đấy, có 5 bạn nữ, có 3 bạn nam. Thì các em sẽ điền vào đây là tổ của em này, có 5 bạn nữ, có 3 bạn nam. Còn cái này là ở lớp thực tế của các bạn là có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam thì các em điền vào đây. Còn ở đây là cô lấy một cái ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy thì chúng ta có 5 bạn nữ. Cứ mỗi bạn nữ, mỗi bạn thì các em sẽ tô bằng một ô vuông. Như vậy ở đây có 5 bạn nữ thì các em sẽ vẽ cho cô là 5 ô vuông. Một ô rồi đúng không? 2 này. 3 này. 4 này.
5 này. Đấy. Mỗi bạn là người ta vẽ bằng một ô vuông. 3 bạn nam thì người ta vẽ 3 ô vuông. Đây có 1 rồi, 1 2 3 4 5 đúng không? 3 bạn nam thì các em vẽ 3 ô vuông thôi, 1 này. 2 này. 3 này. Các bạn có màu thì các em tô màu vào. Hay các bạn có thể tô màu vào. Như vậy là có 5 bạn nữ và 3 bạn nam. Dùng từ nhiều hơn hay bằng để viết về số bạn nữ và số bạn nam. Thì ở đây là chúng ta có là trong tổ em thì số bạn nữ thì sẽ nhiều hơn số bạn nam. Bởi vì là nữ ở đây là có 5 bạn mà, nam chỉ có 3 thôi, đúng không? Như vậy với cái số liệu của cô ở đây thì cô sẽ viết đó là trong tổ em thì số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa đi được xong được các cái bài của em làm được những gì. Phần này là em làm được những gì ở trang 117-118 của vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube gõ từ khóa là Biết Hạnh để xem thật nhiều các video miễn phí khác trên kênh của cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.